Dường như trên cuộc đời này ai cũng có một cái để gọi là nợ đời cả. Nhưng mà quan trọng là thái độ trả nợ của chúng ta như thế nào mới là quan trọng. Còn nếu không có cái một cái nợ nần trong cuộc đời thì tôi nghĩ chúng ta cũng không có mặt trên cuộc đời này để làm gì. Nếu mà chúng ta không có một duyên nợ gì trên cuộc đời này thì chúng ta giảng sanh cực lạc hết rồi, hoặc là chúng ta về niết bàn hết rồi. Cho nên ai mà có mặt trên cuộc đời này thì tất cả mọi người chúng ta đều có nợ, ít nhiều mới có như thế. Và ý nghĩa chữ nợ đời này trong cái bài giảng như thế nào để giúp các vị nhận ra như thế nào để giải quyết những cục nợ này được hay không tùy cái duyên phước của các vị. Tôi nói thật các vị, tôi có một người bà dì, bà chết mười mấy năm nay rồi, nhưng mà lúc đó tôi còn rất nhỏ. Tôi còn biết được bà là năm đó bà đã 70 mấy tuổi rồi. Mà các vị biết, từng tuổi đó cái lưng còm nó đã muốn gần sát đất rồi. Đi nó còm gì? Đốn từng cây ké, đốn từng cây bố. Không biết ở đây các vị có biết cây ké, cây bố không à? À, cái cây đó để làm gì? Ta tước da, ta thắt, đánh giỏng á. Bây giờ thì chắc không ai xài cái đó đâu. Nhưng mà ngày xưa người ta xài giỏng dây chuối nè, xài giỏng bố nè, rồi xài giỏng ké nè. Tôi chưa già mà tôi nói chuyện năm xưa không? Các vị thấy tôi già chưa? Hả? Thấy cũng hơi háp háp rồi đó chứ. Các vị thấy rằng khi mà bà già rồi đó, bà đi đốn từng cây ké, bà về bà ngâm, bà cạo vỏ để bà đi đánh võng, rồi bán từng chiếc võng như vậy mua gạo để nuôi một đứa con trai và một đứa cháu ngoại. Đứa con trai từ sáng tới chiều chỉ biết ăn và nhậu. Ai cho bà bất cứ đồng bạc nào, chén gạo nào đều đem bán và vòi vĩnh tiền bất cứ cái gì bà có được để chỉ một điều duy nhất là đi nhậu. Thêm một đứa cháu ngoại là do đứa con gửi cho bà, để một đứa con tự do đi nơi này nơi khác, bà phải ôm cả một đứa con trai và một đứa cháu ngoại như vậy bằng sức già hơn 70 tuổi. Nhưng mà có một điều lạ kỳ, mình nhìn thấy thì mình bất nhẫn thiệt, nhưng mà mình nói là bị chửi lắm. Nói tới người đó, à sao bà để nó vậy ha, là mấy người này mà tại sao mà vô lương tâm để bà già làm nuôi nuôi vậy ha, mà đụng tới mấy đứa đó là mình chết liền á. Bà chửi ngược lại mình đó. Bà chửi nó thì được, nhưng mà mình không được quyền nói. Tức là nhiều khi mình thấy bà cực khổ quá, mình muốn nói lên một cái điều gì đó. Hoặc là những người hàng xóm, người ta nói à sao bà như thế như thế, không bao giờ bà chấp nhận. Cho nên tôi cảm thấy giống như là để bà trả nợ cho hết số kiếp của bà hay sao đó. Lúc đó tôi không hiểu được sâu sắc về Phật học, nhưng mà tôi có một cảm nhận là tại sao từng tuổi này mà phải đi nuôi những đứa con như vậy. Thậm chí bản thân của bà cũng phải dành bụng lại tất cả những gì tốt đẹp nhất, ngon nhất để cho những đứa con đứa cháu như vậy. Nó từng độ tuổi 30-40 tuổi trên đầu, nó từng độ tuổi 10 mấy 20 trên đầu, nhưng mà nó vẫn là như thế. Không hiểu tại sao mà vậy, những người này lại không siêng năng. Thì hoàn cảnh vậy, bà nuôi như vậy không cảm thấy mặc cảm ngại ngùng gì hết. Thậm chí cái gì ngon nhất là sử dụng cho bản thân mình. Cho nên cái đó tôi mới cảm thấy rằng đúng là những con người này sống suốt cuộc đời ăn hưởng cái gì? Ăn cơm nguội, ăn ba con khô, những cái loại khô mà nó thật sự xin lỗi với các vị, khô đó bây giờ người ta mua là cho thú vật ăn á, cho chó, cho mèo ở gia đình ăn. Nhưng mà ngày xưa những gia đình khốn khổ như vậy, đó là những loại khô để người ta dùng cơm qua ngày như thế. Bà chỉ ăn chừng ấy như thế, mần hết sức mình già cõi như thế. Cho nên ở đó tôi mới nói đó cũng là một món nợ đời cần phải giải quyết. Và nghiệp ai thì nấy mang chứ không ai thế được. Thấy như vậy mà không ai thế được. Rồi thêm một chuyện nữa, tôi cũng thấy lạ là có một gia đình này, người mẹ đó thì cũng lớn tuổi rồi, 50 mấy 60. Sau khi đi làm lụng vất vả thì có những đứa con gái lớn lên rồi, phần lớn là đi Hà Thành để làm. Nhưng mà trong đó có một đứa con gái rất lạ là lâu lâu nó đem về cho bả một đứa cháu ngoại.
Một năm, hai năm là có một đứa cháu ngoại. Một năm, hai năm, một đứa cháu ngoại. Bà ở nhà, bà đi bán vé số, các vị biết không? Chồng thì không có làm gì hết, dường như chồng thì cũng không có nghề nghiệp gì, cây trái thì cũng không có gì để đáng gọi là thu hoạch. Bản thân của bà đi bán vé số mà phải nuôi những đứa cháu ngoại mà không có cha. Khi bà nuôi tới mười mấy tuổi, thông thường tôi được biết khoảng 15, 16 tuổi, mà nhất là những cháu ngoại gái, đến độ tuổi đó thì mẹ nó về lại bắt đi, không biết bắt đi làm cái gì, nhưng mà giao cho bà để nuôi. Nhưng mà khi đủ tuổi trưởng thành thì nó bắt đi, thậm chí con bé đang học vẫn bỏ học và đi theo mẹ. Cho nên tôi thấy những người mẹ như vậy, nhưng mà tôi cũng không nghe bà trách cái gì. Bà cũng nuôi theo khả năng của mình, bà nuôi những đứa cháu ngoại mà bà cũng không biết nó là ai, và cũng thương yêu nó như thế. Chỉ cần biết đó là con của con gái mình là được rồi. Cho nên tôi thấy có những người cũng rất hay, thậm chí những lần mà đem con về thì bà cũng có chót chét vài lời, bà cũng có nặng nhẹ vài lời, nhưng mà nói là để nói, sau khi nói rồi thôi, nó cũng giao lại cho bà rồi, nó đi biệt tích. Thành ra có những điều mà tôi suy nghĩ, đúng là trên cuộc đời này là một trường giai trả. Khi hết nợ nó tự ra đi Và khi còn nợ, chúng ta còn cái lý do để tồn tại. Dường như là như vậy. Kéo dài sự sống của một con người chưa hẳn là may mắn. Có những người sống còn để trả nợ đời Và khi đôi khi hết nợ nó tự ra đi. Tôi nhớ là một cái bộ phim mà các vị hay coi, và cái bộ truyện mà truyện Phật giáo đó là Ông Trưởng Giả Kén Rễ đó. Đọc qua những câu chuyện này, hay là chúng ta nghe qua những mẫu chuyện này, chúng ta đều suy gẫm về cuộc đời, nhất là những gì có tuổi như thế này. Các cô mà cỡ 50, 60, 70, 80 á, những người này suy gẫm chuyện đời hay lắm. Những ký ức về quá khứ, những cái vấn đề mà nhận thức Phật giáo để cân đo đong đếm về cuộc đời của mình, dường như các vị thấm thía hơn. Cho nên những người đi tu khoảng chừng 40 mấy, 50 trở lên á, thì hơi chắc ăn. Cái đó tôi xem như là hạt gạo cội. Còn 10 mấy, 20 tuổi vô chùa tu học á, chưa chắc ăn lắm. Bởi vì chưa thấm thía những cái quan trái của cuộc đời, dường như sự giác ngộ không có cao. Chúng ta từng thấm thía với cuộc đời, có kinh nghiệm, và chúng ta khi giác ngộ, chúng ta đi rất bền bỉ trên con đường tu học, và chúng ta khẳng định được mình. Tôi có một cô đệ tử tại Mỹ. Thật ra mà nói đó, cổ kể lại cuộc đời của cổ những năm tháng gần đây thôi, không có nói đến quá khứ, nghe mà cảm thấy khủng khiếp. Khủng khiếp là như vậy. Cổ có hai đời chồng. Đời chồng trước cũng có quan trái, cho nên cuối cùng đã ly hôn. Rồi cổ cũng cảm thấy, cổ cảm giác sợ hãi cho việc có chồng con rồi. Nhưng mà đến lần thứ hai là cũng do mai mối của một người ba nuôi. Và cái anh này thì cũng được giới thiệu học thức và mọi việc. Thì thật ra thì ở Mỹ anh ta sống từ nhỏ, cho nên anh ta ảnh hưởng văn hóa của nước Mỹ. Thậm chí anh ta cũng không biết nói tiếng Việt. Người Việt, gốc Việt, nhưng mà không biết nói tiếng Việt. Thì cô này cổ cũng chấp nhận lấy chồng lần thứ hai. Nhưng mà các vị biết quan trái này nó kéo dài cho đến độ là đúng cái ngày mà cổ chuẩn bị sinh nở một đứa con thứ hai á, là các vị biết cái gì không? Người chồng á, lại ngoại tình với một người khác và tuyên bố ly hôn lúc cổ có mang chưa đầy 3 tháng. Và ngày hôm đó đó, khi mà đến ngày sinh nở đó, tự bản thân của cổ phải tự lái xe đến bệnh viện. Và cổ phải ngất xỉu khi đến vừa tới cửa bệnh viện, do con người của cổ bị xuất huyết quá nhiều. Phải tự lái xe đi sinh cho chính mình, không một lời hỏi han, không một lời quan tâm, ủng hộ cho một người vợ như thế. Cổ vẫn cam chịu để sanh ra một đứa con, nuôi lớn lên. Qua quá trình mười mấy năm trời, cổ làm việc cắt cỡm được, ở trong cái tài khoản của cổ là được khoảng 200.000 đô. Người chồng á, đã ly dị rồi, mới tìm cái cách là khi cổ về Việt Nam thì bên kia ông mới liên hệ với đứa con trai của cổ, mà đứa con riêng á, thì á, liên hệ xong rồi mới nói là ba muốn gửi cho con một chút đỉnh tiền để con học.
con đưa tên tuổi và số tài khoản đây cho ba. Các vị biết khi đưa như vậy, không biết lý do gì, ông rút hoàn toàn hết tất cả 200.000 đô đó để ông chơi cổ phiếu. Cô này không hay biết gì cả khi ở Việt Nam. Đến khi về tới Mỹ thì check ra tài khoản là không còn đồng nào. Nhưng mà thật ra mà nói, trước khi cổ check là cái người chồng bà ly dị rồi điện báo lại với cổ, nói là tôi đã lấy của cô 200.000 đô rồi, nhưng mà cô đừng bao giờ báo cảnh sát. Nếu cô báo cảnh sát thì tôi sẽ không tha cho cô chuyện này chuyện này. Thì cái quan trái của cổ là nó có cái điều như thế này. Trước khi cổ bị rút tiền đó đó, là cổ có một người bạn. Người bạn cổ bị bệnh ung thư đường ruột, và sau thời kỳ điều trị thì cũng tạm ổn, nhưng mà cũng không biết là chết nay sống mai như thế nào. Và sau khi người bạn đó về Việt Nam, có quen với một chàng trai nhỏ hơn khoảng 5-7 tuổi gì đó, và tự nhiên hai người yêu nhau. Và khi cô này trở về Mỹ, cổ lại có ý niệm muốn bảo lãnh anh chàng này qua, nhưng mà cô này lại không có tài khoản và không có điều kiện để mà bảo lãnh, cho nên có nhờ cô này bảo lãnh giùm. Mà các vị biết rằng bảo lãnh giùm mà mang tính cách hôn nhân, mà hôn nhân giả như vậy đó, là khi ra tòa phải ở tù từ 5 đến 10 năm, đâu phải bình thường. Nhưng mà cô này vì thương bạn, thấy bạn chết nay sống mai chưa biết, mà bây giờ bạn có một nhân tình như vậy, ước mơ được cuộc sống hạnh phúc trong những tháng ngày cuối cùng với một người cổ thật lòng yêu thương, thì cuối cùng rồi á, cổ tìm cách cổ bảo lãnh được cho anh chàng này qua. Nhưng mà các vị biết rằng khi bảo lãnh được qua rồi, muốn ly dị thì cũng phải 3 đến 5 năm sau mới có thể ly dị được, mới có thể trở nên một con người tự do. Cho nên trong thời điểm này là trong thời điểm mà cổ chưa giải quyết được vấn đề này. Cho nên anh chàng kia biết, ảnh biết nếu cô này thưa ra cái vụ này, ảnh sẽ bị ở tù vì cái rút tiền như thế. Nhưng mà ngược lại cô này sẽ ở tù nhiều hơn, là do cổ đã bảo lãnh một người khác để bằng con đường hôn nhân như vậy. Biết cho nên cổ gài thế cô này, cứ bằng đau khổ mà ngậm miệng không nói được. Cổ rất là đau đớn về chuyện này. Thì khi cổ có trình bày với tôi như vậy, thì tôi có nói rằng tại sao cô lại khờ vậy. Tôi nói cái khờ ở chỗ này, sự thật ra nếu bảo lãnh một người qua để sống có hạnh phúc thì cũng được đó. Nhưng mà chắc gì người này thật lòng yêu cô kia, hay là chỉ vì muốn đi nước ngoài. Vừa nhỏ tuổi hơn, vừa biết cô này bị bệnh ung thư, nhưng mà tại sao yêu đương để nằng nặc đòi đi như vậy. Như vậy cái việc này cô không đánh dấu hỏi lại là người ta có thiện chí trong tình yêu, hay là chỉ vì muốn được tạo điều kiện để đi Mỹ. Nếu cô chỉ bảo lãnh một người hoàn toàn không có tình yêu để lợi dụng một con người như thế để được sang Mỹ, thì cái sự hy sinh này cô trả giá quá đắt đi đó. Cho nên thầy nói, nhưng mà chuyện đã rồi. Các vị biết rằng cổ nói với tôi mà cổ khóc. Cổ nói trên cuộc đời này, sao từ nhỏ đến lớn dường như trong lúc nào con cũng phải bị chịu thiệt thòi quan trái. Dường như có số phận nó an bài ở đâu đó mà con không cách nào thoát ra được. Tức là việc đó như vậy, con phải đi theo con đường như thế mà không có cách khác. Các vị đứng vai trò như cổ, các vị cũng ngậm miệng thôi chứ các vị nói cái gì. Nếu các vị nói ra các vị ở tù 10 năm, nhưng mà cái thằng kia nó chỉ ở tù có một năm mấy, 2 năm thôi. Như vậy thì bây giờ nếu mà nói ra như vậy, tiền không được trả mà ở tù cái thời điểm như vậy thì còn gì cuộc đời nữa. Mà thật ra cái tội này có đáng ở tù không? Vì lòng tốt thương bạn mà gánh nợ cho bạn như thế, chứ không phải chuyện đó là của chính bản thân mình. Rồi cách đây chừng một tuần, cái chuyện này đúng là người tốt đôi khi nó cũng quan trái, hay là bản thân cổ phải trả hết nợ trên cuộc đời. Có một đứa trẻ bị bệnh mà gọi là ung thư tủy, thì bác sĩ chọn 200 người để kiểm tra tủy, mà 200 người không có ai hợp tỷ với đứa nhỏ này hết á, có một mình cổ thôi. Ngộ vậy như thế. Mà thay vì bác sĩ cho rằng tháng 12 này bắt đầu mới rút tỷ, nhưng mà vì đứa bé không thể kéo dài đến đó, cuối cùng cho tới tháng 12 để bồi dưỡng, để chuẩn bị tinh thần để tới tháng 12 rút tỷ, thì bây giờ bắt buộc phải rút trước thời hạn quy định gần 2 tháng. Và như vậy khi điện thoại về á, tôi có điện thoại hỏi thăm thì cổ đi không có nổi, tại vì mới rút tỷ mà. Để mà hiến tỷ cho một đứa bé đó cũng chính bản thân mình nữa.
Thật ra mà nói, đứng về mặt lương tâm đạo đức, con người này sống lương thiện vô cùng tốt. Nhưng mà nó có một cái điều gì á, nói chung về mặt tình người chúng ta cũng hơi ngậm ngùi. Ngậm ngùi với một con người có số kiếp như thế. Dĩ nhiên hành động của cổ là hành động tốt, chúng ta đáng khen ngợi. Và nhìn về Phật Pháp, đó là những hành động để tạo ra phước báo. Cũng có thể là những người có tâm Bồ Tát mới có thể làm được những chuyện như thế này. Nhưng mà nếu một con người yêu thương người khác, làm với một trái tim quan hỷ, thì điều đó hoàn toàn tốt. Mà thật sự tôi không thấy cổ đau khổ. Cổ chỉ nói thôi nhưng mà cổ không đau khổ. Cổ có nói với tôi một điều là nếu trên cuộc đời này cổ sống có ý nghĩa và làm được việc tốt, thì cổ cũng rất mừng để cổ trả sớm cho nợ đời đi. Cổ thấy cuộc đời cổ đau khổ quá, và cổ cảm thấy rằng cuộc đời còn lại cổ không thích nữa. Và bây giờ cổ nói bản thân cổ có thể chia sẻ được thiên hạ cái gì, cổ sẽ sẵn sàng làm. Cho dù tuổi thọ của cổ ngắn lại, cổ rất là chán trên cuộc đời rồi. Chán cả chồng, chán con, chán xã hội, chán tất cả. Người ta có cảm giác như thế. Để gọi là đi tìm con đường tự tử thì chưa. Cổ nghĩ là nhờ những bài giảng của tôi, như nhẫn hạn, như bài giảng đi cho trọn kiếp người, tôi giảng tại Úc chẳng hạn, nhờ những bài giảng đó hay là nhiều bài giảng khác đã làm cho cổ tỉnh hồn dậy. Và cổ nghĩ rằng con người chúng ta còn một hơi thở để làm lợi ích cho cuộc đời vẫn có ý nghĩa. Và bây giờ cổ đang tập sống như thế. Nhưng mà khi nghe qua cuộc đời, chúng ta cảm thấy như một cuốn phim hay là một truyện tiểu thuyết. Chúng ta tưởng tượng cái chuyện này dường như trong phim mới có, chứ không thể bao giờ là sự thật. Nhưng mà đó chính là sự thật 100%. Từ những nỗi khổ đầu đời là một đứa con lai bị hất hủi, bị chà đạp, bị mỉa mai, bị chỉ trích, bị như thế nào. Cô kể lại mà các vị ngồi nghe mà nó có cái gì xốn xang trong lòng. Cho nên ở đây khi các vị thấy cổ nhận thức ra được một cái điều để cổ trả nợ đời. Và cũng từ câu chuyện này tôi mới có một ý tưởng của bài giảng này. Tôi mới có ý tưởng của bài giảng này để tôi mong mỏi chia sẻ với một vài người, hay là bao nhiêu người tôi không cần biết. Trong cái hoàn cảnh trớ trêu mà nợ phải trả bằng cách này cách khác, thì phải làm gì để giải quyết vấn đề này. Xin thưa các vị, hàng ngày tôi nhận không biết bao nhiêu email. Email của những người quan trái về tình yêu, về vợ chồng bị lợi dụng trong hôn nhân, bị lợi dụng đời con gái, bị lợi dụng cả sự nghiệp. Thậm chí có những người muốn tự tử, bán sống bán chết cho những người gạt gẫm mình. Và trong bất cứ một lời email nào, người ta cũng hỏi: thầy, có phải rằng con thiếu nợ họ, bây giờ con phải trả hay không? Lúc nào những người này cũng đặt một cái câu nghi vấn như vậy. Tôi thì thông thường tôi vẫn hiểu điều này nó có quan trái, nó có nợ nần. Nhưng mà không hẳn là nếu chúng ta đổ thừa nợ để ai muốn chà đạp chúng ta là chà, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn lợi dụng thì lợi dụng, ai muốn gây khổ cho chúng ta thì gây khổ. Nếu mà nhận thức chữ nợ để như vậy thì đạo Phật nó hơi nhu nhược, đạo Phật yếu đuối quá, đẩy con người vào chấp nhận một số phận mà không có gì đổi thay. Nếu đạo Phật chỉ dừng trên cái phương diện đó, dừng ở một mức độ đó, thì đạo Phật rất là tiêu cực và bi quan. Nhưng mà để nói rằng một con người không có quan trái, không có nợ nần mà có mặt để vay trả như thế thì lại không đúng. Nó phải có một quan trái gì đó. Bây giờ vợ chồng trên cuộc đời có phải quan trái không? Thông thường chúng ta hay có một câu sao? Hả? Nói câu chính xác coi. Chưa, chính xác hơn nữa coi. Vô quan trái gì? Vô quan trái bất thành phu phụ. Cái câu này tức là không có quan trái nợ nần với nhau thì khó kết hôn thành vợ chồng lắm. Mà câu này hoàn toàn đúng. Nếu một người không có dính dây mắt gì với mình hết, tám đời nó chưa báo mình được nữa, đúng không? Một cái thằng nhỏ bên đường nào đó mình thương quá, mình móc 20 ngàn mình cho nó thôi. Thậm chí mình thương hơn nữa, mình hào phóng hơn nữa, mình cho nó 100 ngàn. Còn mình giàu có quá, hoàn cảnh nó bi đát quá, mình cho nó 1 triệu. Được không? Được. Nhưng mà nếu nó là thằng con của mình, thậm chí bán cái nhà này vì nó, làm không? Cũng phải làm. Chứ nếu mà nhóc bên đường á, đố tao à, năn nỉ tao coi tao làm tới đó chưa. Nhưng mà nếu nó là con mình, nó là chồng mình thì nó lại khác à. Nếu nó là chồng mình á, thậm chí bán nhà này cầm hết trả nợ cho nó, để không phải giang hồ xử nó kìa.
bán nhà này rồi cái cuối cùng ra đầu cầu á, mà dưới dạ cầu mà ăn mà ở cũng làm nữa, bởi vì nó là chồng mình. Còn một cái thằng đàn ông nào ngoài đường dám làm với nó với tao không hả? Ví dụ nó gì? Cho nên là cái quan trái nó tạo cho các vị phải có cái cách để trả nghiệp. Nó là cái gì đó, là vợ mình, là con mình, là chồng mình, nó dính chồng với nhau như vậy đó, rồi nó mới buộc mình phải chấp nhận quan trái mà không có cách nói. À, cho nên ở đây các vị mới thấy rằng tôi không phủ nhận rằng cái đời sống hôn nhân của chúng ta có những gia đình cũng hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc trên cuộc đời các vị phải hiểu rằng hạnh phúc chỉ là tương đối, không bao giờ có một hạnh phúc nào tuyệt đối. Được trong tương đối mà có hạnh phúc thì cũng đã may mắn lắm rồi. Trong cuộc đời này chừng ấy là cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc rồi, chứ còn đòi hỏi tuyệt đối thì không có. Nhưng mà nói rằng không có một quan trái nào trong tất cả những cái mối quan hệ đó thì lại không bao giờ. Nhưng mà đạo Phật không bao giờ nói là vì vậy cho nên tôi có thể chịu đựng hết tất cả mọi thứ mà người khác có thể đổ trút lên đầu tôi. Trong Phật học không có lý giải cái cách như vậy. Cho nên tôi mới nghĩ rằng trên cuộc đời là một cái trường trả nợ dài. Sống bao nhiêu năm là để trả nợ bấy nhiêu. Trả nợ cho chồng, cho vợ, cho con. Thậm chí có những người trả hết đời con phải trả cho tới đời cháu như thế. Giống như cái bà nãy tôi nói như thế vậy. Cả đời không có ngày nào yên thân. Từng tuổi như thế đó mà phải lo cho những đứa cháu, thay vì đứa cháu đó phải được con mình nó chăm sóc chứ. Mà trái lại mình là từng làm bà rồi, mình nuôi cả cuộc đời của mấy đứa con rồi, bây giờ đến độ phải nuôi những cái cục nợ con nhỏ con của mình nữa là chết rồi. Vậy mà phải chịu, bởi vì nó cháu mình mà. Nói một tiếng cháu ruột, nói một tiếng con ruột là dính liền, quan trái nó có theo liền. Cho nên ở trong đây nó có dính liền với cái vấn đề gọi là nghiệp cảm. Dính liền với nghiệp cảm cho nên mới có những cái dai trả nợ nần này. Trại trời cũng không có thoát được mấy cái này nữa các vị. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này mà có quan trái nợ nần với ai, các vị có trại trời cũng không bao giờ thoát được. Đó là một cái tinh thần rất là căn bản của Phật dạy. Đó là tinh thần nhân quả mà. Nghiệp báo nhân quả nó dính liền như vậy. Cho nên nếu là người học Phật, chúng ta hiểu sâu và giác ngộ sâu được điều này thì chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn với những số kiếp mà mình đương mang. Có những người số kiếp bi đát, ngồi trách trời, trách đất, trách con. Nhưng mà chúng ta trách mà chúng ta có thoát được không? Không, trách mà không thoát được. Vì vậy cho nên ở đây người học Phật không có trách, bụng làm giả chịu chứ khá trách ai, có không? Không kiếp này thì những kiếp đời khác mình cũng đã gieo trồng cái gì đó mà sinh ra, cho nên mình mới gặp những cái trớ trêu này. Vì vậy ở đây không nhất thiết là chúng ta trách. Trên cuộc đời này cái gì cũng có dai và trả cả. Hằng ngày chúng ta có cuộc sống trên cuộc đời này, chúng ta có dai không? Và chúng ta có trả không? Ví dụ bây giờ thực tế nhất, hằng ngày chúng ta có ăn không? Và chúng ta có trả không? Hằng ngày chúng ta có uống không? Và chúng ta có trả không? Cái đó là trả liền luôn á. Tức thời, không nói kiếp ngày kiếp khác, mà nói trong những giờ phút hiện tại. Dai là phải trả. Cái đó là cái thực tế để chúng ta suy gẫm. Hết trơn trên cuộc đời này nó cũng vậy đó. Chúng ta có thở không? Và chúng ta có trả lại cho không khí không? Có. Ăn cũng dai và trả, uống cũng dai và trả, thở cũng dai và trả. Có cái gì dai mà không trả không? Hết trong đại chúng cho thầy coi cái gì mà dai mà không trả không? Và ở đây có những người nào mà không muốn trả không? Đưa tay lên thầy coi. Hả? Hả? Vậy là ai cũng muốn trả nợ hết, tức là ai cũng muốn thiếu nợ hết phải không? Nếu mà không thiếu nợ đó chết rồi thầy. Có phải không? Nhưng mà xin thưa các vị, nói câu đó để cái gì? Cái gì có dai thì có trả, mà nếu muốn không trả thì đừng dai ha.
Vậy thì ở đây cái gì nên dai và cái gì không nên dai? Trên cuộc đời này, thầy nói thật với các vị, chúng ta thiếu nợ rất nhiều, rất nhiều hình thái nợ, rất nhiều các cái nợ khác. Chẳng hạn trên cuộc đời nợ nần mà dễ dàng nhận biết nhất đó là gì? Tình và tiền. Hai cái nợ này dường như biết trả thì cay đắng nhưng mà khó ai dám bỏ. Có không? Hàng ngày các vị đọc nhan nhản trên báo, các vị thấy cái gì? Hàng ngày nhan nhản trên báo chúng ta thấy những người dai tiền á, thấy khiếp đảm lắm. Dai của người ta, gom vốn của người ta để rồi sao? Để rồi là trốn chạy, tức là gạt người ta đó. Những người đó chưa thấm hiểu được Phật Pháp. Xin thưa các vị, các vị có bao giờ gửi tiền vào ngân hàng chưa? Ở đây có ai gửi chưa? Khi gửi thì mình có được cái gì? Có lãi, đúng rồi. Càng lâu lãi càng nhiều. Như vậy những người mà gọi là gạt tiền người ta, xin thưa các vị, do không hiểu được Phật Pháp, trên cuộc đời này có thể cho người đó trốn thoát được tội của pháp luật, nhưng mà cả chuỗi đời còn lại của người này, từ một đời đến nhiều đời, không thể nào trốn thoát được quy luật của nhân quả bao giờ. Đó là cái điều như thế. Luật pháp có thể trốn thoát được, nhưng mà quan trái này các vị biết rằng phải trả với mọi hình thức. Điều đó là điều đương nhiên. Cho nên nhờ quy luật nhân quả về luân hồi nghiệp báo của con người, nó làm cho cái tính bình đẳng của cuộc đời này cái gì cũng bình đẳng hết. Tôi đã từng nói với các vị, 3-40 năm, 7-80 năm sống trên cuộc đời chỉ là một cái giai đoạn ngắn trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. 80 năm là cái gì? 80 năm chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận. Sau khi chết rồi tái sanh trở lại, và mọi thứ quan trái nó đều trải đường cho chúng ta một điều như là định mệnh, hay là một điều như là có một bàn tay ai đó sắp sẵn cho số kiếp của con người này mà không có đường chạy thoát. Và người ta cứ nghĩ đó như một định mệnh của một thần thánh, của một thượng đế, của một bàn tay quyền năng nào đó, của đấng tạo hóa nào đó, để tạo ra cho số kiếp của người đó. Xin thưa các vị, không có một bàn tay nào can thiệp vào điều này cả. Tự chúng ta gieo một cái nhân ở ban đầu để dẫn cho chúng ta đến một cuộc đời như thế, đó là một quy luật. Không có thượng đế, không có ông trời, ông Phật, ông thánh, ông nào đó, đấng tạo hóa nào có thể can thiệp được với cái thân phận của mỗi con người có mặt trên cuộc đời này. Không ai bao giờ muốn những điều mà như ý của mình được hết. Muốn là ước mơ của chúng ta, còn được hay không là nhân duyên và nghiệp báo, chứ không phải là do chúng ta muốn mà được. Vì vậy cho nên thân phận mỗi con người chúng ta có mặt trên cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Khác từ mặt mày tai chân, khác từ tâm địa, khác từ hoàn cảnh sống, khác từ môi trường, khác từ trình độ trí não khôn ngu, khác hoàn toàn. Và thật sự dùng miền cũng là một cái điều mà vô cùng khác biệt nữa. Tôi nói này xin lỗi các vị, phần lớn đây các vị là người miền Trung đúng không? Nhưng mà cái này do người miền Trung nói chứ không phải tôi nói à, tôi không có biết à. Có một người đó, họ người miền Trung, họ tâm sự, họ nói với tôi như thế này: thầy, bộ tuổi con là một cái người bộ căng đài kiếp đỏ gì nhiều kiếp không biết, mà sanh vào một cái vùng mà cứ là nắng cháy mưa sa bão lũ lụt không biết như thế à. Có phải là căng đài kiếp đỏ hay nghiệp báo nhiều hay không mà con sanh vào những cái vùng miền nó như vậy à? Chắc là con tạo tội nhiều lắm hay gì đó con mới lũi vào những cái nơi như thế à. À, cái này là do các vị nói nha, tôi nói lại nhưng mà tôi không có nói nha. Tức là người đã ở Quảng Trị, ở vùng miền Trung, nói là nắng cháy mưa sa, cuộc sống vô cùng vất vả, nhưng mà biết là vất vả nhưng mà không rời bỏ cái nắm ruột quê hương được, biết là khổ đau nhưng mà vẫn ôm giữ lấy, thậm chí có những cái vấn đề thiên tai hay là mọi điều xảy ra có thể chết cùng với nắm đất của mình sanh ra cũng chấp nhận luôn, trong có cách khác. Giống như các vị mà nhìn thấy châu Phi, các vị thấy không, những cái dân chúng sống trong châu Phi các vị thấy khổ không, thậm chí nước không có uống. Một cái hình mà gọi là để nổi tiếng mà những cái nhà mà nhiếp ảnh người ta chụp lại á, một đứa bé mà phải uống nước đáy bò, phải đeo theo con bò để uống nước đáy á, các vị thấy không có thể hình dung được cái hình ảnh đó.
nước nó khô, đất nứt nẻ, dòng sông không có một miếng gì. Thật ra với các vị, bản thân con bò nó cũng gầy còm, nó khô cháy như thế. À, rồi một đứa nhỏ nó khát nước quá không biết làm gì, nó phải đeo theo con bò để nó uống nước tiểu. Những hình ảnh này làm cho những người của thế giới người ta nhìn nhận về châu Phi một cách rất xúc động. Nhưng mà các vị biết rằng họ có nhận ra họ khổ và họ tìm cách để họ trốn chạy qua một quốc gia khác để họ sống không? Lấy gì đi? Đi gì được? Không có ăn thì chịu. Những cái đứa bé ở châu Phi các vị nhìn thấy giống như một cái đầu lâu như thế. Cái đầu lâu làm sao thì những cái đứa trẻ nó không có sữa bú nè, nó không có gì ăn nè, sanh ra hoàn toàn những con mắt mà vô vọng, và cái đầu óc của nó như cái đầu lâu, tay chân nó khẳng khiu, ngón tay của mình như thế. Cho nên người ta mới thống kê lại rằng thế giới này cứ 6 giây như vậy có một em bé đói và chết. Cứ 6 giây là một em bé đói và chết, 6 giây như vậy một em bé đói và chết trên thế giới này. À. Thế đó là người ta nói chết đói á. Tại chúng ta chưa bao giờ đối diện với những đất nước nghèo khổ, chúng ta chưa thấy. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ, đất nước chúng ta cũng có những giai đoạn mà đói khủng khiếp. Tôi nhớ là hình như là trong văn học có nêu lên là cái cuộc đói năm 1945 á. Cuộc đói 2 triệu người Việt Nam phải chết vì đói. Chúng ta nhớ gì? Thì những cái đất nước mà khiếp đảm như thế, họ không có chiến tranh, họ không có gì cả. Bởi vì đất nước đó chiến tranh gì? Cướp qua đó cạp đất ăn chứ làm gì? Những đất nước mà nghèo khô cháy như vậy, người ta không có chiến tranh. Bởi vì qua đó chiếm gì? Đã hốt xác mấy người đói đem về hay làm gì? Thành ra mấy đất nước nó không có chiến tranh, nhưng mà nó đau khổ vì đói, không có gì ăn, mùa màng khô kém. Và các vị biết rằng thông tin khoa học cho chúng ta hay được cái điều gì? Tương lai châu Phi sẽ không còn có mặt trên trái đất. Khi nhiệt độ trái đất ấm dần lên, và nếu nhiệt độ của những đất nước ở châu Phi nóng lên 50 độ, thì không có một con người nào, một cây cỏ nào, một sinh vật nào có thể tồn tại những quốc gia như thế cả. Đó là điều tương lai không tránh khỏi của những người ở châu Phi. Cho nên các vị thấy tại sao châu Phi họ da đen? Dĩ nhiên là họ phải như thế. Đổi trời đổi nắng suốt ngày, không có một cái cây bóng mát mà. Sống như thế đó mà làm sao họ không da đen như vậy được? Cho dù một người da trắng ở nơi đó cũng thế thôi. Và họ đã trở thành những con người quen với vấn đề đó rồi. Thật ra không ai thích nghi, nhưng mà nghiệp ràng buộc, nghiệp chướng nợ nần trên cuộc đời dai trả, phải có mặt những hoàn cảnh như thế mà không ai quyết định cho mình được một chỗ như vậy. Tôi mới nói với tất cả các vị rằng những cái điều đó chúng ta mà nhận thấy được cái quan trái, cái nghiệp chướng trên cuộc đời. Cho nên ai dai trả cái điều gì trên cuộc đời, giật nợ, giật tiền, giật hụi, sự thật các vị vì hoàn cảnh túng thiếu gì đó các vị cứ làm. Nhưng mà sự thật đời này đời sau không có cách nào các vị có thể thoát được điều này. Nhưng mà có những người không học Phật, chúng ta cứ nhìn phía trước mắt. Nếu chúng ta ôm được, giật được bao nhiêu người đây, 5 triệu, 3 triệu hay là 10 tỷ, 20 tỷ này, chắc là mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở một phương trời nào đó. Bằng cái tham vọng của chúng ta mà nghĩ như thế thì vô cùng nguy hiểm. Các vị cũng không an lạc gì để ăn hưởng được cái số tiền quan trái như vậy đâu. Đó là một điều như thế. Nếu người học Phật thì không có nghĩ như thế. Thiếu nợ là chuyện rất bình thường trên cuộc đời này. Thiếu nợ không có xấu, nhưng mà giật nợ mới xấu. Cái này là như thế. Nghèo khổ mượn nợ là chuyện bình thường. Con người trong mối quan hệ chia sẻ qua lại trong cuộc sống, đó là chuyện bình thường. Người có điều kiện hơn để giúp cho những người đói kém hơn, đó là chuyện bình thường, nhân đạo hết sức của con người. Nhưng mà ý tưởng của một con người khi mượn được nợ và nghĩ trong đầu cái cách để giật nợ và làm cho người ta đau khổ đó, thì cái này á mới nguy hiểm. Cho nên các vị thấy rằng trên đời người ta nói là ở đời có bốn việc ngu không? Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Có phải không? Trong đó bốn việc ngu có cái việc lãnh nợ. Có cái cô Phật tử á, các vị thấy vừa rồi cổ tính tự tử, cô chết rồi các vị. Tại vì về này nè, người em út của cổ là đại diện của một công ty. Khi làm ăn á, nó muốn khuếch trương cái công ty của mình, cho nên nó không có tiền, đòi hỏi cho cổ vay cho nó là 2 tỷ. Cô này thì làm ăn cũng được, cũng có uy tín, nhưng mà đến cái số tiền 2 tỷ thì chưa hẳn rằng trong khả năng đã có.
Cho nên vì em của mình cần thiết, cho nên cô này đứng ra vay nợ dùm 2 tỷ bạc đó. Sau khi vay nợ rồi, giao cho em út của mình làm ăn, cuối cùng công ty thất bại thua lỗ, tới ngày trả tiền không có tiền để trả cho người ta. Thì người ta biết rằng cổ là người uy tín, cổ là người Phật tử, cổ là người làm ăn đàng hoàng, cho nên người ta tin cậy. Nhưng mà bây giờ 2 tỷ bạc hay là 3 tỷ gì đó, thì bây giờ đến ngày ta đòi không có tiền để trả. Bây giờ đóng lời lại đóng không nổi, mỗi một tháng hình như gần 60 triệu tiền lời. Bây giờ người ta dằn vật cổ của chiêu đời không nổi. Cổ là người có đạo đức, mà ở đây cổ hỏi nợ là hỏi dùm em cổ chứ không phải hỏi cho cổ. Cho nên bây giờ cổ nghĩ là cổ tính tự tử cổ chết, để vấn đề giải quyết, đừng có ai nói nặng nói nhẹ trên đầu trên cổ cổ nữa. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, hằng đêm cổ không có ngủ, cổ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, rồi cuối cùng cổ mới nghĩ ra một điều. Thật ra nếu trên cuộc đời này, nếu cổ có tự giận chết đi thì nợ này cũng đâu có hết đâu. Không đời này trả, đời khác cổ trả. Thì cổ nói thôi bây giờ nếu nghĩ như vậy, thôi bây giờ quyết lòng trả nợ cho xong một đời, không bao giờ muốn lặp lại. Nhưng mà cái khả năng không cho phép, cho nên bây giờ muốn trả thì phải làm sao. Tôi nói bây giờ cô cứ nói thẳng nói thiệt với người ta. Cô nói thật với người ta là cô có thiện chí trả, nhưng mà khả năng không cho phép. Thì thay vì bây giờ 5-6-70 triệu gì đó, bây giờ cho lại phân nửa, là mỗi một tháng cô có khả năng là hết gia đình dòng họ gom được mỗi một tháng bao nhiêu tiền. Cô nói khoảng 30 triệu. Cô nói nếu 30 triệu thì thầy mới nói là cô cứ thương lượng với người ta. Người ta biết cô là người có thiện chí trả chứ không có ý giật, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Bây giờ cứ nói với người ta là khả năng tôi như thế. Thật ra ý niệm là tôi muốn tìm đến cái chết. Nếu tôi chết hoặc tôi ở tù thì tiền này cũng không có giải quyết được cho các vị. Nhưng mà tôi không muốn như vậy. Con người tôi không muốn giật nợ của người khác như vậy. Cho nên thương lượng là mỗi một tháng trả 30 triệu trong khả năng của mình. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Và thật lòng mà nói với người ta, đòi hỏi sự thông cảm của người ta vậy thôi. Bằng hết sức nhịn ăn nhịn mặc để gom được như thế và làm như thế. Tôi khuyên cổ nên thật lòng mà nói với người ta, tôi nghĩ điều này người ta thông cảm. Bây giờ người ta có thể bắt cô ở tù, người ta được cái gì? Không được gì hết. Cô ở tù ai lo vấn đề nợ này? Nó là như vậy. Hoặc là cô có thể tự giận chết đi thì người ta có được cái gì? Nhưng mà nếu đòi hỏi người ta thông cảm thì người ta không đẩy cô vào chỗ chết. Nhưng mỗi một tháng 30 triệu đó cô trả lần lần theo khả năng của mình. Rồi bao giờ có điều kiện tốt hơn, cô sẽ trả nhiều hơn. Bằng cái thật tâm mình nói với người ta như vậy, dường như cái chuyện đó cũng được giải quyết im xuôi. Bằng 30 triệu để trả tiền nợ mỗi tháng. Xin thưa các vị, những cái điều đó như vậy, cái nỗi khổ của những người thiếu nợ là tôi thừa hiểu mà. Thỉnh thoảng có những cái ngôi chùa cũng bị thiếu nợ, cũng đau khổ. Chùa xây cất rồi cũng để thiếu nợ với quần chúng Phật tử. Mà tôi nói điều này tuyệt đối ở chùa không nên. Một con người mà ở trong chùa mà thiếu nợ thì tâm tu ở đâu? Không có tu được. Hằng ngày cứ canh cánh, cứ lo nợ. Thậm chí chính cái thiếu nợ các vị làm cho những người Phật tử từng tính tâm mà giúp cho chúng ta trở nên những người bất tín, và giảm đi cái lòng tin và giảm đi tâm bồ đề. Cho nên ở đây người ta đến một ngôi chùa nghèo, người ta không có mất tín tâm. Nhưng mà đến một ngôi chùa mà đã thiếu nợ người ta thì người ta lại không có niềm tin. Cho nên ở đây một ngôi chùa nghèo ai dám khi dễ. Tôi nói thật với các vị, ở đây tôi chấp cho các vị là những người tỷ phú giàu có đó. Nếu mà đến chùa Hương Sơn này là một nhà tranh vách lá, các vị có khởi tâm khi dễ không? Chắc chắn rằng không có một con người nào dám. Nhưng mà nếu nói là trụ trì Hương Sơn mà thiếu mấy tỷ bạc chuẩn bị đi trốn thì các vị nghĩ sao? Cái đó nó lại là cái khác. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, cất chùa là cái chuyện đó tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà hãy liệu cơm gấp mắm. Không ai ép buộc chúng ta để chúng ta phải thiếu nợ mà phải đi lang thang từ đầu trên tới xóm dưới. Chúng ta phải kể ở đâu đó chúng ta là một người tu, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Tại sao bây giờ chúng ta phải than gian với thiên hạ? Chúng ta phải là người ngồi để nghe thiên hạ than gian với mình mới đúng chứ. Mình là người tu mình đi than gian với người thế tục là cái này không hợp lý tí nào. Cho nên ở đây tôi muốn nói là thiếu nợ rất đau khổ.
Dĩ nhiên là ai cũng như vậy, nhưng mà quan trọng nhất là phải nghĩ làm sao để làm cho con người mình đừng bị đau khổ và ràng buộc bởi cái đó. Nếu chúng ta cất một ngôi chùa cho khang trang mà chúng ta thiếu nợ để thiếu điều bỏ trốn thì cái này tội cho một nhà tu quá. Thật ra cất cái chùa ăn lộc thực gì, cũng cất vì chúng sinh, cũng cất vì bá tánh, rồi cũng để lại cho đời, chứ cho cháu cho con chúng ta đâu. Nhưng mà nợ chúng ta mượn thì chúng ta phải trả. Tại sao chúng ta lại đẩy cho chúng ta vào những hoàn cảnh khó xử trớ trêu như vậy? Nếu một con người tu như vậy, lòng nào mà tu hành? Chúng ta ngồi niệm Phật mà lòng cứ nhớ để kiếm tiền trả nợ không à? Lên ngồi tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chứ trong đầu tiền đâu trả, tiền đâu trả. Cho nên tôi nói thật với các vị, thà cất một cái nhà tranh hay là một cái chùa đơn sơ, nhưng mà chúng ta tự tại nè, không sợ ai hết, không lo lắng gì hết. Thử một con người như vậy và một người ở chùa cao Phật lớn mà nơm nớp lo sợ, sợ từng người Phật tử khi gõ cửa chùa. Ví dụ chùa ta mở rộng cửa để ta đón khách, bây giờ mình thiếu nợ, ai gõ cửa coi có phải chủ nợ đến không? Có phải vậy không? Mất tự tin hết trơn hết trọi rồi. Thành ra ở đây một người tu như vậy còn gì là giải thoát. Cho nên ở đây tôi nói là mặc dầu nợ để lo cho tam bảo, nhưng mà đừng để mình như vậy. Mình là con người có liêm sĩ, có tự trọng, mình không phải là con người làm đâu mà thiếu nợ rồi đi trốn chui trốn nhủi, không có như vậy. Cho nên tôi mới nói thật với các vị, cái việc mà nợ nần là nó là cái điều đau khổ như vậy. Cho nên cái cô đó nó thiếu 3 tỷ bạc, không ăn không ngủ, có mười mấy 20 ngày mà ta dằn xén lên xuống 10 kg như thế. Cho nên mới đi đòi tự dẫn chết đó. Rồi cuối cùng bây giờ thì giải quyết cũng xong rồi. Nhưng mà tôi muốn nói ngay cái chỗ này là cổ nghĩ được cái cách là nếu con có chết đi thì nợ này không kiếp này, kiếp khác con cũng phải trả. Cho nên vì vậy kiếp này có làm trâu làm ngựa để trả nợ cho thiên hạ mà thiên hạ cảm thấy tha thứ cho con thì con cũng nên làm. Cho nên tôi nói với các vị, mình là chủ nợ cũng đừng khắt khe. Nếu lỡ ai mà hoàn cảnh không trả nợ được mình mà đẩy người ta vào chỗ chết, tiền các vị cũng mất nhưng mà lòng các vị ân hận một đời. Cho nên ở một mức độ nào đó, chúng ta là người Phật tử, mặc dầu người ta thiếu nợ mình đâu phải dễ chịu. Nhưng mà nếu giết người ta, các vị lấy được nợ không? Các vị cứ nghĩ ngay cái đó đi, thì có những cái điều mở lối cho người ta có lối thoát. Người ta có lối thoát, người ta có cuộc sống thì có cơ hội người ta sẽ trả lại cho mình, dù ít dù nhiều. Cho nên trong cuộc đời, cái đó là nợ tiền, mà tôi nói là những nợ tiền để đem đến sự đau khổ. Còn nợ tình thì sao? Ở đây có ai nợ tình chưa? Hả? Tôi nghĩ ở trong đây không có ai thoát được nợ tình đâu. Có mình tôi không biết thoát được không nè. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này không ai không có nợ tình ha. Nợ tiền là đau khổ, nhưng mà nợ tình không phải dễ chịu tí nào. Trong cuộc đời người ta từng nói, nãy chú nào ở đây đã nói câu rất là hay đó. Gì đó? Con là nợ, vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo. Đúng không? Tức là nguyên một dãy chồng con vợ, nó vô một chùm quan gia nghiệp báo ở trơn trọi. Có nghĩa là chung một cái chùm nợ đời. Chính xác đó là như vậy. Xin thưa các vị, mười mấy năm về trước tôi cũng không biết là lúc đó trong lòng tôi cảm hứng, tôi nghĩ cái gì đó mà tôi lại đặt một cái bài thơ. Cái bài thơ gần 20 năm lận, chắc là cũng quan trái gì đó tôi nhìn nhận không biết, mà tôi đặt bài thơ tôi nói như vậy: nợ tiền em phải đi buông, nợ tiền em phải cải tuồng giả trang, hôm nay em lỡ nợ chàng, em đành cam phận đá vàng trăm năm. Đó là cái bài thơ mười mấy năm về trước. Tức là nợ tiền thì phải tìm cách để trả, hình thức này hình thức khác để trả, đi buôn đi bán với hình thức này hình thức gì đó để kiếm tiền trả. Nhưng mà nợ tình thì phải đá vàng trăm năm mới trả nổi. Người ta có trọn tình với mình hay không chưa biết,
Nhưng mà cái nợ tình là cái nợ rất khó nói trên cuộc đời. Và chúng ta phần lớn, chúng ta chết lên chết xuống cũng vì nợ tình. Xin thưa các vị như vậy, tôi nói như vậy để chúng ta suy nghĩ gì? Hàng ngày á, trên báo chí có những người tự giận vì tình, có những người giết người tình, hay là có những người xử sự một cách giang hồ khác vì tình. Xin thưa tất cả những cái đó, quan trái không hiểu là tại sao như vậy. Có những người yêu nhau rồi cuối cùng một lý do nào đó tự tay mình cầm dao như thế, đâm chết người yêu của mình như vậy, thậm chí đâm chết rồi để đi ở tù, thậm chí bị tử hình, kết luận án của pháp luật. Nhưng mà không biết cái gì nó dẫn cho họ đến như thế đó. Ví dụ bây giờ nếu họ không quen thằng đó thì mắc mấy gì họ chết một cách đau đớn như vậy. Nhưng mà cái nghiệp trước của họ như thế nào đó, họ phải dẫn đến một môi trường là quen với những người như vậy, tâm tính như vậy, ác độc như vậy. Mà bao nhiêu người người ta thấy ác độc, nhưng mà cái người họ quen á, họ không thấy ác độc. Bởi vì nghiệp đã che đậy cho nên họ không thấy gì hết á. Cho nên người yêu của mình lúc nào cũng tuyệt vời và cũng tốt. Cái đó là như vậy đó. Ai thấy xấu là chuyện của người đó, nhưng mà mình có duyên nợ đó là mình sẽ thấy tốt à. Cho nên có những người khi mà kết hôn với cha mẹ đâu có cho. Cha mẹ biết à, thằng đó nó như vậy, hay là con đó nó như vậy, nó sẽ làm khổ con mình, hay là như vậy. Nhưng mà can nó được không? Không, tại nợ của nó phải trả mà. Đâu phải nợ của ông bà đâu, nợ của ba má đâu. Thành ra không phải nợ của ba má, cho nên ba má nhìn ra được thằng đó tốt xấu. Nhưng mà nợ của con gái thì con gái sẽ không thấy thằng đó cái xấu bao giờ. Nếu nó thấy xấu giống như ông già bà già nó thì nó không lao vào đâu. Nó là như vậy. Cho nên cái đó gọi là nghiệp che đậy phải trả. Đó là chuyện đương nhiên. Không có cách nào khác trong vấn đề giải quyết này. Cho nên có những người khi có chồng có con rồi phải ngậm bồ hòn, chấp nhận những số phận. Có những gia đình tôi thấy khiếp đảm với các vị. Một người vợ dường như trong cuộc đời tôi không bao giờ thấy được người đó có một ngày nào hạnh phúc. Từ sáng đến chiều đầu tắt mặt tối để lo cho thằng chồng ăn nhậu, bài bạc, thậm chí vội vĩnh tiền bạc để đi nhảy đầm, đi mèo đồng gà chó gì đó tất cả những thứ đó Vậy mà người vợ không mở được một lời nha các vị. Không nói được một lời, nói ra là chân với tay xử lý liền. Nhưng mà tại sao họ lại không bỏ được, tôi không hiểu à các vị. Nhưng mà mình ở ngoài mình thấy mình tức không? Tức không? Nhưng mà lỡ mình như thế mình tức không? Cái chuyện của người ta là mình sáng, nhưng mà chuyện mình bị quán á. Mình người ngoài mình thấy rất tức cho họ, mà họ là người trong cuộc, đôi khi họ gặp mình họ cũng than. Nhưng mà mình mở lối cho họ để họ thoát, họ không thoát được các vị. Họ nói thì nói như vậy thôi, chứ kêu họ bỏ không được. Cho nên đó, hồi lúc mà tôi ở khoảng năm 1999-2000, tôi lúc đó tôi ở chùa Huệ Nghiêm, tôi đang đi ôn thi học đại học sư phạm. Thì buổi chiều tôi ngồi ở cái bờ hồ, tôi ngồi tôi đọc sách học bài vậy đó. Thì có một cái cô đó, cô đi ngang, cô khoảng hơn 40 tuổi, cô dắt đứa con đi ngang. Thì gặp cô, cô chào thì cô cũng cười. Nhưng mà cổ thì tôi nghĩ cô không phải là Phật tử, cổ chỉ là người ở xóm chơi vậy thôi, chứ chưa thấy cổ tụng kinh bao giờ. Cổ nói với tôi như thế này, cổ nói nhiều thứ lắm, nhưng mà trong đó cổ có nói một chuyện mà tôi cảm thấy là giật mình. Cổ nói trên cuộc đời cái gì cổ cũng có thể từ bỏ được, nhưng mà có chồng bỏ không được. Cổ nói với tôi như vậy, nói thẳng thừng như vậy, nói thiệt với thầy, tôi cái gì tôi cũng bỏ được, nhưng mà có chồng chắc tôi bỏ không được, cho nên tôi không thể đi tu được. Cổ nói một câu rất là rõ ràng. Cho nên tôi ngồi nghe câu đó tôi mới nghĩ là tại sao trên cuộc đời có những người đau khổ. Chỉ vì họ không đủ can đảm bản lĩnh để giúp họ vượt thoát ra. Có thể họ yếu đuối, họ nhu nhược, nhưng cũng một phần do nghiệp báo oan khiên mà họ phải ôm như vậy, họ mới có thể trả hết nợ nần. Chứ nếu họ bản lĩnh họ vượt thoát ra thì làm sao họ trả hết những số kiếp của họ trong cái quá khứ đến bây giờ. Tôi thì cũng hay xúi bậy lắm á. Thấy cái gì mà ức là tôi xúi liền Nhưng mà tôi biết rằng có những người không đủ bản lĩnh. Rất có thể chuyện đó chuyện của người ta chứ không phải chuyện của tôi, cho nên tôi bản lĩnh hơn. Nhưng mà thật ra mà nói,
với góc độ của xã hội mà nhìn thấy rất là tức các vị. Chuyện của người ta mình ném ức trong lòng. Cho nên đôi khi thỉnh thoảng có những bài giảng các vị tôi thấy tôi đang giảng cái tự nhiên tôi nổi máu lên không? Nó bốc đồng. Thấy nó tức giùm người ta, bốc đồng là tự nhiên máu nó dồn lên não. Tự nên nó bắt đầu nó căng cân não lên. Chứ thật ra bản chất tôi nghĩ tôi cũng hiền chứ đâu có dữ đến nỗi vậy đó. Các vị thấy tôi hiền hay dữ? Hả? Vậy mà có những người nói thầy dữ quá. Chắc những mà lúc mà coi mà thấy tôi lên cân não đó chắc là thấy hơi dữ không? Xin thưa các vị, nó là những cái điều mà tôi muốn nói. Cho nên ngày xưa có một cái bài mà tôi nhớ có một bài thơ của một vị. Có ai đó mà đặt một bài thơ gì? Chồng tôi nó chẳng ra gì, tổ tôm sóc đĩa nó thì chơi quang, nói ra xấu tiếp hổ chàng, nó giành nó phá tan hoang cửa nhà. Nói ra có chị em nhà, còn dăm ba thúng thóc với một vài cánh bông. Em bán đi để trả nợ cho chồng, còn ăn hết nhịn cho thỏa lòng chồng con. Đắng cay ngậm quả bồ hòn, cửa nhà sa sút chồng con kém người. Nói ra e chị em cười, con nhà nho giáo lấy phải người đần ngu. Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình. Có những người gia giáo, có những người tiết hạnh khả phong, lấy nhầm chồng chả ra gì. Thì bây giờ đắng cay cũng ngậm bồ hòn là phải rồi, dán đóng thuyền rồi biết làm gì vậy? Thành ra nó là như thế. Cho nên có những khi họ tự nghĩ lại thân phận họ, họ tiếc. Mà nói thật với các vị, có những người cũng nói, nói thật họ bây giờ kết thúc cuộc đời họ mới nói sự thật với thầy, con sống ngày đến ngày hôm nay là con vì con vì ba má, con sợ ba má con buồn, chứ thằng chồng con nó chẳng là nghĩa địa gì cả. Có những người nói như vậy. Có những người cảm thấy rằng họ không còn tình cảm với chồng mà họ vẫn sống, và người ngoài không bao giờ biết họ, cảm thấy rằng ngôi nhà của họ không có gì để gọi là họ yêu thích. Nhưng mà vì con, vì cái gì đó, vì sợ cha mẹ đôi bên buồn, sợ lễ giáo gia phong, sợ người khác cười vào cái dòng tộc của mình, mà người ta đắng cay phải ngậm quả bồ hòn là chỗ đó. Ngậm gì người khác. Cho nên thỉnh thoảng họ mới so sánh họ. Họ nói họ là rồng mà vàng tắm nước ao tù á, cái thằng chồng họ là ao tù thôi, họ là rồng đó. Cho nên ở đây các vị thấy có những khi như thế. Có những người phụ nữ rất tuyệt vời, có những người Phật tử tôi thấy đáng trân trọng, nhưng mà có những người chồng của họ mình thấy rất là lạ kỳ. Mình không dám nói vào cái chuyện của gia đình người ta, nhưng mà tôi mới nói rằng nghiệp báo của họ, họ phải trả. Nhưng mà những người này rất may là họ giác ngộ được lời Phật dạy, cho nên họ trả nợ. Có những khi đắng cay nhưng mà họ trả nợ rất êm đềm. Họ không để cho gia đình họ phải mang tiếng, họ không để cho cha mẹ phải tủi thân, phải lo buồn vì bản thân của họ. Có người phụ nữ đôi khi rất tuyệt vời, và ngược lại cũng có những người chồng tuyệt vời như thế. Có những người chồng rất tuyệt vời mà lại có những người vợ chẳng ra gì. Đó. Thì có những người vợ chẳng ra gì cũng phải chịu thôi. Đó. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, nhìn nhận một cái khía cạnh nào đó của xã hội để nhận ra được cái lời của Phật dạy, để chúng ta có một bản lĩnh, có một cuộc sống tuyệt vời hơn trong việc giải quyết và hóa giải nợ nần trong Phật Pháp. Đó. Cho nên may là có một số ông chồng cũng có nghĩa có tình, qua quá trình đài đọa vợ con rồi có một phút giây cũng tỉnh ngộ. Chắc là lúc đó bà vợ hết nợ hay gì đó, bắt đầu ổng mới tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ cũng cảm thấy xót xa, cũng muốn bù đắp lại cho vợ con những tháng ngày mà đã hy sinh cho những cái thói hư tật xấu của mình. Đó là cũng may mắn cho những gia đình, nhưng mà tôi nghĩ dường như quan trái đã đến hồi kết thúc. Nếu ông này không từ bỏ được cái thói hư tật xấu, chắc là cô này cũng phải từ bỏ thôi, bởi vì không còn lý do để trả nợ nữa, nghiệp đã hết rồi. Nên tôi nhớ ngày xưa Tần Tế Xương có một bài thơ gọi là gì? Ai nhớ bài thơ tựa gì?
bài thơ thương thương vợ, nói được chữ, nói được thứ hai liền hen. Xin thưa các vị, cái bài thơ thương vợ của Trần Tế Xương nói lên cái vấn đề là ổng cảm thấy ổng là người vô tích sự, suốt một cuộc đời muốn tìm cái bản vàng mà cuối cùng chỉ là đạt được tú tài. Tú tài là lớp mấy bây giờ? Tú tài là lớp 12 bây giờ. Mà ngày xưa đạt tú tài là khá rồi đó, nhưng mà chưa có được cái khoa bản gì hết. Khoa bản của triều đình nó chỉ có 3 thôi: bản nhãn, thám qua rồi trạng nguyên, chỉ có 3 giải thôi. Còn tú xương là chỉ gọi là tú tài. Ông đạt được tú tài cho nên gọi là tú xương. Cả đời học hành, vợ cực khổ nuôi, mà cho tới bây giờ cũng không có sự nghiệp, không có tương lai, không có danh phận địa vị gì hết. Cho nên cảm thấy rằng ông thương vợ ông quá cực khổ. Cho nên cũng có làm một bài thơ mà ngày xưa khi học văn học lớp 7 tôi còn nhớ như thế này. Ông viết là: quanh năm buôn bán ở mơm sông, nuôi đủ 5 con với 1 chồng, chứ đừng nói 1 con với 5 chồng. Ngày xưa trả bài hay lộn cái câu này. 5 con với 1 chồng mà cứ là 1 con với 5 chồng hoài. Các vị hồi học phổ thông á, tôi bị lộn mà tới giờ tôi đọc tới đây tôi còn ngượng ngượng cái miệng. Tức là mình giữa mình phải suy nghĩ cái câu nào cho nó trúng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sầu mặt nước buổi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công, cha mẹ thoái đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Tức là ông tự trách ông. Bà vợ không có trách, nhưng mà ông tự trách. Ông cho ông là một người chồng hờ hững, một người chồng thiếu trách nhiệm, cả đời để cho vợ cực khổ buôn bán tảo tần để nuôi bản thân ông ăn học, cuối cùng cũng không trở thành tài mà nuôi thêm các con như vậy. Những cái điều này để nói lên cái vấn đề để gọi là quan trái, để nói lên câu vô quan trái bất thành phu phụ là ở chỗ đó. Thành ra ở đây cái duyên cái nợ của con người ta, có những người có duyên mà không có nợ, có không? Chứ người có duyên là có cơ hội họ có thể gặp nhau, nhưng mà họ không có lý do để trả nợ thì gọi là có duyên mà không có nợ. Giống như Lan và Điệp chẳng hạn ha, có duyên mà không có nợ, cho nên là đường ai nấy đi. Mạnh Lan Lan vô chùa, mạnh Điệp Điệp cứ đi. Thành ra ở đây chúng ta mới thấy rằng duyên cộng nợ mới trả được cái nghiệp báo quan khiên của mỗi con người. Tất cả những điều tôi nêu chứ tất cả các vị như vậy mang tính cách là chuỗi dài nghiệp báo trong dòng lẫn quẩn luân hồi của một kiếp người. Rồi sao? Quay tất cả những cái đó già và chết đi để chúng ta tiếp tục để trả cho một nợ mới, với một hình thức mới, với một con người mới, một thân phận mới. Vợ trong chùa cũng vậy. Trong chùa nếu không khéo tu chúng ta cũng thiếu nợ. Nợ ai? Nợ đàn na tính thí, nợ áo cơm. Tất cả những chén cơm manh áo của một nhà tu mặc do ai? Do hy sinh của những người đàn na tính thí, các Phật tử đã nhín ăn bớt mặt để đóng góp vào xây dựng cho Tam Bảo. Nhưng mà một người thừa hưởng những cái điều mà thiên hạ cúng dường mà không tu, không làm lợi ích cho chúng sinh thì cũng sẽ trả nợ. Mà Tổ đã từng dạy là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đế giác hoàng, là chỗ này. Một đời không học đạo, không trả nợ áo cơm, không lo hoằng pháp lợi sanh, không thực hành tu đúng pháp thì đời sau sẽ mang long đội sừng để trả nợ lại cho tất cả chúng sinh. Phi mau đế giác hoàng là mang long đội sừng quay trở lại để trả. Cho nên nếu một người thầy tu trong quá khứ thiếu tu tập, thiếu nợ chúng sinh thì biết đâu là một con bò, con trâu đã đang lãng vãng ở một nơi nào đó. Chuyện đó không ai nói được trong số kiếp luân hồi. Chứ đừng nói có những người nói giờ mấy ông thầy chùa sướng quá, vô tối ngày ăn ở không mà vô đây ăn. Ai nói giỏi vậy, tôi mời vô đây tôi cho ăn ở không. Xin thưa các vị như vậy, nợ đời manh áo bát cơm, trả đời bằng cả tâm hồn thanh cao. Tất cả những cái này vay trả một cách rất sòng phẳng rõ ràng.
Đừng có nói là ở trong chùa như thế là tất cả mọi thứ đều giải quyết được. Không có đâu. Mọi thứ có giải quyết được hay không là đời sống tu hành và sự đóng góp xây dựng của người đó cho đời, cho đạo, mới có thể giải quyết được để tiêu ma những chén cơm manh áo mà mình đã từng gian nợ với cuộc đời. Chứ đừng nói vào đây người ta lại bạch thầy, lại cái cúng 5.000, 10.000, 20.000, sướng quá, ăn ở không có người lại cúng. Thật sự rồi mai này làm trâu để trả nợ cho người ta, để người ta cởi à. Đâu có sướng gì đâu. Nợ nần quan trái nghiệp báo, đó là chuyện bình thường, không khác hơn được. Ở trong chùa có những cái điều mà những nơi không ăn chiều đó, cũng hay lắm. Không ăn một bữa đỡ nợ thiên hạ một bữa. Ăn thì cũng không có lỗi gì, thì có làm thì cứ ăn. Nhưng mà cái gì ở trong chùa nhịn được, hay là hạn chế được, hay là tiết kiệm được, cứ tiết kiệm. Từ bóng đèn, từ cái quạt, từ vòi nước, từ hạt cơm, từ cọng rau của tất cả mọi người cúng vào, một người ở trong chùa phải biết tiện tặng, tích lũy để xài một cách khiêm tốn, không có vung vãi phung phí. Tất cả những cái đó chúng ta phải trả lại hết tất cả những gì chúng ta đã từng vung vãi ha. Không có cái gì mà không có nhân quả nghiệp báo. Không thấy thôi, còn đường đi của quy luật nhân quả là chúng ta không biết được. Một người tu không giác ngộ được con đường của quy luật nhân quả thì thật ra một người tu như vậy chưa phải là một người tu. Phải tất cả những điều này người tu phải nắm rõ, phải không? Chứ đâu phải là nói à của chùa tôi muốn xài gì xài. Thông thường xã hội nó hay dụng từ của chùa sao mày xài dữ vậy. Có nghĩa là bộ nó nói ở trong chùa xài phí lắm làm sao á. Ví dụ đi xe không trả tiền nó bộ xe chùa sao à. Ăn gì không có tiền cái nó bộ ăn chùa sao. Ủa ở trong chùa ta đâu có phí. Đồ chùa như vậy rất là tiết kiệm à. Đáng xài là xài, mà không đáng xài là không nên xài à. Cho nên ở trong 33 vị tổ thiền tông có một câu chuyện mà tôi đọc ngày xưa tôi nhớ đến bây giờ. Đó là có một thầy tỳ kheo cũng là bậc chân tu. Trong quá trình của cuộc đời tu, ông có nhờ một vị trưởng giả nuôi hộ, lo cho ông nuôi cho đến cuối cuộc đời tu không giác ngộ mà cũng không hoàn pháp lợi sanh, nhưng mà một bậc chân tu phạm hạnh. Vì chính cái chỗ mà chưa làm ích lợi sanh và đồng thời bản thân cũng chưa giác ngộ, cho nên khi tái sanh lại thì tái sanh ở kiếp tương lai làm một cây nấm ở trong giường của một ông trưởng giả. Thì ông trưởng giả này ông có một cái điều rất lạ là ở trong giường ông có một cây nấm. Mà từ hồi lúc mà có cái cây này tới bây giờ thì ông cứ hái nấm ông bán, ông lấy tiền hoài, mà nó cứ mọc hoài như vậy à. Mà ông không hiểu tại sao. Cuối cùng nhờ một vị tổ, khi hoằng pháp đến đó à, mới cảm thấy rằng cái cây nấm đó là tiền thân của một vị tỳ kheo đã từng tu phạm hạnh, nhưng mà một đời chưa hoằng pháp lợi sanh được, chưa giác ngộ được, cho nên bây giờ đầu sanh lại cây nấm để trả. Khi nào ông trưởng giả này tới tuổi 80 thì cái số nợ này trả nó mới hết, thì cây nấm này tự không còn nấm và chết đi. Cho nên có một bài kệ tổ mới đặt như thế này: học đạo bất thông lý, phục thân hoàng tính thí, trưởng giả bát thập nhất, kỳ thọ vô sanh nhĩ. Thì học đạo bất thông lý có nghĩa là học đạo mà không có giác ngộ được, không có tu hành được, hay là một nhà tu mà không có học, không có tu, chỉ là một hình thức để mà hưởng cái nợ áo cơm của đàn na thí chủ. Thì học đạo bất thông lý, phục thân hoàng tính thí, thì đời sau sẽ mang cái thân để trả lại cho những người thí chủ mà từng hiến cúng cho mình. Có thể đài đọa là một kẻ ở đợ, có thể là một hình thái nào đó, hoặc là có thể trong một hình thái là một cái cây mọc nấm để trả lại cho ông trưởng giả. Và tổ là một bậc tổ đắc đạo, cho nên tổ thấy rất rõ cái quy luật này, cho nên tổ mới nói thêm là trưởng giả bát thập nhất, tức là năm ông trưởng giả này được 81 tuổi, kỳ thọ vô sanh nhĩ, thì cây này mới kết thúc, mới không còn sanh nấm nữa. Thì đúng như vậy, đến cái thời điểm trả hết nợ thì tự thân của cái cây đó chết đi. Thì ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị cái gì: ăn một hạt cơm của đời, mặc một manh áo của đời,
tận hưởng bất cứ một cái gì dân cúng của đời. Các vị thì làm, các vị có phước, nhưng mà phần còn lại của người thọ hưởng cái đó đó mới là quan trọng. Làm sao để tiêu thụ hết, để mà tiêu hết những cái vấn đề thọ cúng của thiên hạ đây là mấy giờ vấn đề quan trọng. Cho nên một người tu nếu mà khiêm tốn, sống tế nhị, tiết kiệm, ít sử dụng cho mình thì tốt, càng nhiều càng tốt. Càng lè lẹt, càng phô trương, càng phung phí, thiếu nợ thiên hạ cho nhiều chứ không được gì. Và thật ra mà nói, đối với tôi, một nhà tu, sang trọng của một nhà tu không phải là ở một cái gì hào nhoáng bên ngoài, không phải đi một chiếc xe cho hung, không phải ăn mặc cho lắm để gọi là cái đó cái sang trọng. Nếu tự tay mình tạo ra đồng tiền bát gạo và tạo ra được tài của sự sản thì cứ sang. Nhưng mà sang cho lắm mà từ sự hy sinh của người khác thì cái này nó không có đẹp. Cho nên cái đẹp của một nhà tu là vừa trang nghiêm, phải thế, thú thiếp, đường hoàng, lè lẹt phô trương là nghịch lý của người tu. Làm cho hung để cảm thấy rằng người đó thiếu nợ cho lắm chứ đâu có gì đâu. Đối với một cặp mắt của nhà tu là một con người nào thiếu nợ nhiều thì cái người đó đâu có gì để gọi là đáng quý, đáng trân trọng. Cho nên ở trong cuộc đời chúng ta phải làm như thế nào để cảm thấy rằng một nhà tu ít nợ càng tốt. Cả đời ăn uống không là đã thiếu nợ không biết bao nhiêu rồi. Đừng vì những cái nhu cầu khác để chúng ta phải lụy với thiên hạ, phải trả nợ một đời đến nhiều đời. Đi buôn mà không có lời thêm lỗ á, cái đó thì nó hơi uổng. Thậm chí cả đời tu để đi trả nợ cho thiên hạ không, nó hơi uổng các vị. Làm sao tu cũng lợi ích cho chúng sinh, nhưng bên cạnh đó cũng còn một chút gì đó để lợi ích cho mình. Phải là như vậy mới được. Chơi với tất cả những gì mà lợi ích cho thiên hạ cúng vào có phước, thiên hạ làm có phước. Còn bản thân chúng ta tối ngày lo trả nợ với thiên hạ vậy hoài, chết rồi. Mai mốt chúng ta ra đi bằng cái gì? Thậm chí chúng ta ôm nợ mà ra đi nữa thì nguy hiểm vô cùng. Một đời tu vậy rất là tiếc, tiếc lắm. Cho nên trên cuộc đời, một người ra đi thanh thản nhất trong cuộc đời, nhất là những nhà tu, khi người ta kiểm thảo lại, người ta thấy rằng người ta không nợ ai bất cứ một cái gì trên cuộc đời. Người tu cũng đừng làm cho thiếu nợ ai, mà đừng nên để ai thiếu nợ mình ha. Quan trọng là chỗ đó. Cho nên ở trong đây tình cảm cũng vậy. Có một số người tu, nhưng mà người ta hỏi rằng là thật ra có một số người thương các thầy á, rồi các vị cứ thấy đó như là một cái món nợ dai trả. Thậm chí có người mail hỏi tôi là nếu mà ta thương thầy, thầy không thương lại, thầy có thiếu nợ không? Xin thưa các vị, cái này cũng hỏi hơi nhiều, nhưng mà tôi muốn nói chung là đời tu sĩ, cái chuyện người ta thương là chuyện của người ta, nhưng quan trọng nhất là mình có mở lối để cho người ta đi hay không mới là quan trọng. Nếu mình mà tạo ra những cơ hội để cho người ta hiểu lầm, để người ta thương hay là người ta gì đó, rồi mình trốn chạy đó, là mình thiếu nợ. Cái này mình phải bằng một hình thái nào đó mình trả nợ. Còn cái chuyện mà mình không có gì hết, mình không có mở lối cho người ta, mình cũng không nói bóng nói gió để cho người ta tưởng mây tưởng trời, rồi để người ta hiểu lầm về chuyện đó, mà người ta tự lòng người ta thương, mang tính cách đơn phương á, thì người tu đó không có lỗi. Nhưng còn người tu đó mở lối nói bóng nói gió gì đó để cho người ta hiểu lầm, nói gần nói xa gì đó cho người ta tưởng tượng, mình ám chỉ như thế như thế, rồi cái cuối cùng ta đến với mình cái mình bỏ chạy á, cái đó là cái nợ này phải trả đó. Cái đó thiếu nợ thật lòng ha. Cho nên ở đây cái nợ tình, nợ tiền trong cuộc đời này, tôi thấy đó là những món nợ khó trả nhất. Mà tự thân của một người tu hay là tất cả các vị phải tự kiểm thảo và tự dặn lòng của mình mới thoát ra được khỏi những cái ràng buộc về nghiệp cảm hay là mọi thứ này. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi có suy nghĩ một điều trong lòng. Tôi nói trên cuộc đời này, tôi nói là thà để người nợ tôi chứ không để tôi nợ người. Đây là câu nói tự đáy lòng. Suốt trên cuộc đời này tôi tự dặn lòng mình là không bao giờ tôi trở thành gánh nặng hay là cái gì của bất cứ một con người nào, cho dù là đệ tử tôi. Nếu tôi không làm được điều gì đó cho thiên hạ, cho đệ tử, cho ai đó, thì dứt khoát tôi không biến tôi trở thành gánh nặng của một người nào. Nếu trong cuộc đời mọi người có thể cảm thấy rằng nhớ ơn tôi
điều đó tôi cảm thấy có thể tôi hài lòng một chút. Nhưng mà để cuộc đời này tôi phải mang nợ họ suốt cuộc đời của một đời tu thì tôi không cam lòng. Cho nên ở đây tôi nói là dĩ nhiên tôi ăn cơm của các vị, tôi mặc chiếc áo của các vị, tôi thiếu nợ. Nhưng mà cái này thiếu nợ chung chung, tôi sẽ đem tất cả những gì trong cuộc đời tôi trả được. Nhưng mà nợ của những cá nhân của mọi người thì tôi không có biết cách trả đâu. Cho nên làm sao trong cuộc đời tôi đừng để thiếu nợ cá nhân ai, đồng tiền bát gạo hay bất cứ một lý do gì, thì tôi cảm thấy yên hơn. Chứ còn trên cuộc đời này nếu mà mình để mình thiếu nợ với chúng sinh thì nó khổ lắm. Có thể đó là một nhân tố để quay lại tái sanh từ một đời đến nhiều đời đó. Các vị muốn về cực lạc mà nợ trần gian các vị chưa trả thì làm sao các vị về được? Người tu cũng vậy. Cho nên nhất là tình cảm là một trong những cái để mà gọi là cột trói chúng ta quay trở lại ta bà nhiều nhất. Ta nói là gì đó, phu vơ về chẳng đến nhà, nợ tình dí nhẹ đâu mà ở đây. Tức là ở đây là ở ta bà đó, ở trong trần thế nó còn bị cột trói bởi tình duyên hay là quan trái này kia nọ. Cho nên chúng ta bị níu kéo cái điều đó, chúng ta không giải thoát được. Bao giờ chúng ta phải giải quyết tất cả những nợ nần này thì chưa về tịnh độ chúng ta cũng thông dong giữa cuộc đời. Cho nên phải giác ngộ nghiệp báo quan khiên. Trên cuộc đời này ăn hưởng cái gì rồi cũng phải trả. Cái gì cũng trở thành quá khứ, cái gì cũng trở thành đất, cái gì cũng trở thành tiêu ma. Vậy tại sao bất cứ lý do gì mà thúc đẩy chúng ta phải làm khổ thiên hạ, phải để mình nợ nần quan gia nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp như vậy? Có cái gì các vị tận hưởng, ăn hưởng dùng trên cuộc đời mà các vị còn mãi cái cảm giác đó không? Các vị đưa tay lên đi, ai còn cái đó? Tất cả mọi điều đều vô thường hết. Ăn các vị cảm thấy rằng ngon không? Ăn bò bít tết ngon không? Ăn heo quay ngon không? Ngon không? Nói thiệt đi, đâu có sao đâu. Ngon, cứ nói ngon chứ sao không dám. Ví dụ bây giờ ăn cái đó ngon, nhưng mà ngon bao lâu các vị nói tôi nghe coi. Hả? Có người nào mà nói à, miếng heo quay này ngon quá bỏ không ăn ha? Ăn ngon quá nhả ra để ngồi ở ăn tiếp để thôi nuốt nó hết. Ai dám ăn lại không? Hả? Của mình nhả ra mình ăn lại, ăn không? Ủa sao ngon mà không ăn? Hả? Nhưng mà vậy đó mà mình cứ đày đọa mình hoài. Tất cả mọi thứ hưởng thụ khác nó cũng vậy đó. Mặc một chiếc áo hay là một cái gì sang trọng, thậm chí vay nợ người ta để được chứng tỏ mình sang trọng, cái đó rất vô thường mà chúng ta lại đeo níu, để khổ cho mình, khổ cho người, để tạo quan trái từ đời này đến đời khác. Nếu chúng ta giác ngộ được vô thường, chúng ta mắc gì? Có thì xài, không có thì thôi, chứ đâu có sao dữ vậy. Tôi chưa gian sinh ai một đồng nào, tôi chưa trốn chui trốn nhủi để trốn nợ ai một cách nào. Tôi mặc chiếc áo bình thường mà tôi không thiếu nợ ai. Tôi tự tại hay là mặc chiếc áo cho sang trọng, đeo cho nhiều, khoen vô trong tay, sang trọng mà để đi gặp chủ nợ cái trốn. Cái nào sướng? Hả? Ăn mặc bình thường sướng mà để sang trọng mà gặp chủ nợ trốn sướng? Hả? Vậy đó mà có người gán làm cho sang trọng để trốn chủ nợ mới hay chứ. Cho nên ở đây người học Phật á, chúng ta phải xem nhẹ mấy cái này bớt đi. Ăn mặc tất cả mọi thứ ở trên đây, chúng ta nếu nhìn một chút, mắc gì mình phải so sánh với bà đó áo lụa Hà Đông? Mắc gì mình phải so sánh với bà này là kim cương hột soạn? Đâu có sao, ai có thì cứ sắm cứ xài. Chúng ta không có, chúng ta cứ bình thường. Bao giờ chúng ta lại lại họ mà để xin một đồng á, lúc đó chúng ta mới thấy quan trọng. Còn tôi bình thường mà tôi không lại ai cả, vẫn ngẩng cao đầu dưới cuộc đời, dưới xã hội này. Cho dù ông tỷ phú ông cho tôi được đồng nào, tôi ăn mặc bình thường vậy tôi sợ ông cái gì? Ông làm gì tôi không lấy tiền đè đầu tôi hả? Đâu có lý do gì để sợ, để hại mấy cái đó. Nhưng mà mình thiếu ông 1 triệu, gặp ông sợ không? Sợ, chưa có tiền trả mà ông sợ sao được. Cho nên chính cái chỗ này nó quan trọng đó. Các vị nhận ra được, hãy tạo cho mình một lời sống đơn giản mà thanh thản tâm hồn.
Đừng có để ba cái thứ vô thường đó nó cột trói mà đầm khổ tâm một đời, đày đọa chúng ta. Cho nên tôi muốn nói với các vị, những người ăn chay cũng vậy. Những người ăn chay đây không phải là ăn một miếng gà, một miếng heo, một miếng bò gì đó rồi sợ tội, hay là không phải ăn cái đó nó dơ cái miệng. Xin thưa các vị, ở đây giác ngộ đầu tiên nhất là tôi không muốn trả những cái này, cho nên tôi không có dai mà thôi. Bản thân mọi người thừa ăn gà, heo, bò gì đó, đủ thứ loại hải sản, ăn được hết á, tiền có thể dung giải để ăn cũng được. Nhưng mà tại sao người ta không ăn? Không phải không ăn là tại người ta không có tiền ăn hay là ta nhịn thèm, không phải như vậy. Mà ở đây giác ngộ rất rõ, nhân quả nghiệp báo, ăn cục thịt trả cục thịt, dai nợ máu chúng sinh phải trả nghiệp đó mà thôi. Bằng tất cả những điều này giác ngộ rất kỹ, thôi tôi không muốn trả nữa thì tôi không dai, chứ không phải ai cản cái họng tôi, không phải Phật giáo cản cái họng tôi, hay là không phải tôi không có tiền ăn. Mà ăn chay là gì, hiểu rất rõ điều này. Cho nên thầy muốn khuyên tất cả các vị, ăn chay là cái cách để giúp chúng ta bớt trả dai. Hình thái chúng sinh nào chúng ta từng ăn họ thì chúng ta sẽ trở lại những thân phận đó để chúng ta trả lại cho bao nhiêu chúng sinh khác mà thôi. Lớp lớp chúng sinh này dai lớp lớp chúng sinh khác để tồn tại, và tiếp tục chúng sinh này nằm xuống để cuối cùng có mặt để trả nợ cho lớp chúng sinh khác để nương nhờ, là một quy luật. Đức Phật không nói cái đó xấu tốt gì cả, các vị tự dai các vị tự trả. Đức Phật không chê trách và cười các vị những cái chuyện đó, nhưng mà Đức Phật chỉ phân tích rằng thấy trả dai đó nó đau khổ quá đi, nó quan trái quá đi, nó làm cho các vị nhiều đời nhiều kiếp phải trầm luân sanh tử để trả dai nợ máu, để một cái điều mà sống bất hạnh quá. Cho nên khuyên các vị hạn chế được nhiêu tốt nhiêu. Cho nên tôi giảng các vị, phần lớn tôi khuyên các vị ăn chay bằng cách là ăn chay không nhất thiết là phải ăn rau với củ. Có những người ăn chưa nổi như thế đâu, nhưng mà tôi thấy rằng các vị ăn chay bằng cách là giảm dần lượng thịt cá trong bữa ăn của mình là các vị tuyệt vời rồi. Ngày xưa chưa biết được Phật Pháp, chưa biết được nghiệp báo, chưa biết được trả dai, mỗi bữa ăn chúng ta ăn 10 con tép. Bây giờ biết rất rõ, ăn 10 con tép, trả 10 con tép với một hình thái nào đó, chứ không phải đầu xanh con tép để trả, nhưng mà phải trả tương đương. Thì bây giờ giác ngộ được, mỗi bữa ăn ăn 5 con thôi, trả chưa? Tức là chúng ta đã bớt lần dai rồi đó, là các vị đang ăn chay đó. Chứ còn các vị ăn chay kiểu này tôi thấy các vị ăn không có lợi ích. À, mùng 1 ăn chay nè, nghe thầy, rằm ăn chay nè, đó là tháng 2 ngày. Còn nếu tháng 4 ngày là 30, mùng 1 là 14 rằm, ăn tháng được 4 ngày. Cho là vậy. Những ngày ăn chay ăn với rau lăng luộc, ăn với muối tiêu, ăn với ớt, ăn với muối xả, ăn với chuối. Ngoài những ngày chay ăn đủ thứ loại trên cuộc đời hết. À, như vậy lợi ích ở chỗ nào? Thậm chí của những người nhà mai 14 ăn chay hả thầy? Con biết mai 14 rằm 2 ngày rồi con ăn chay, cho nên 13 con mua đủ thứ về ăn cho nó đã, để 2 ngày đó ăn chay. Không có ích lợi gì hết. Tôi không bao giờ tôi tán đồng cái cách ăn chay mà ăn cho khắc khổ mà bằng những ngày khác ăn ghê gớm như vậy. Mà tôi chỉ tán đồng với các vị như thế này: cho dù một tháng các vị không ăn một ngày chay nào để gọi là giống như những người từng ăn chay ăn với muối xả muối ớt, nhưng mà ngày xưa ví dụ mỗi một ngày các vị mua 1 kg thịt cho gia đình, bây giờ mỗi một ngày các vị mua 0.5 kg thôi, hay là 300 g thôi, mà các vị ăn suốt tháng như vậy, nó còn giỏi hơn gấp bao nhiêu lần những người từng ăn những ngày 14, 23, mùng 1 nữa. Tại vì chúng ta ăn những ngày chay đó, nhờ mà bù lại những ngày khác chúng ta hoàn toàn y nguyên, chúng ta dai với số lượng này cộng lại còn dữ hơn những người mà một tháng chưa ăn ngày nào mà người ta tự giảm lượng thịt nữa. Như vậy ăn vậy đâu có ý nghĩa, đâu có lợi ích gì đâu. Vậy mà có người không hiểu, tưởng tượng rằng ngay cái ngày chay đó ăn với muối xả muối ớt, ăn cho thiệt khắc khổ để Đức Phật thương ha, sau bữa ăn này được nhiều công đức lắm mà, đã tối lên Phật thấy là Phật khen con bữa nay con ăn khắc khổ. Tất cả những cái này máy móc, không có ý nghĩa gì trong Phật Pháp. Ý nghĩa quan trọng nhất là
các vị vay trả cái đó các vị đã giảm được bao nhiêu. Các vị giảm lần với cái nhu cầu vay trả là các vị đã tự tu và tự rút mình ra khỏi lần cái vấn đề quan trái của nghiệp báo của nợ máu. Cái đó là cái cần nên hiểu như vậy. Chứ đâu phải là chúng ta không có khả năng. Có khả năng, nhưng mà nếu chúng ta nhận thức tu tập bằng một cách tà kiến thì cũng không có lợi ích. Vì vậy cho nên các vị giác ngộ được trong lời của bài giảng này, có nghĩa là cuộc đời hãy giác ngộ được quan trái nghiệp báo nợ nần, để chúng ta có thể tự tin hơn, cam chịu và bớt đi những cái quẩn bách đau khổ của nội tâm một chút, để chúng ta có những chuỗi ngày an lạc. Nếu chúng ta cảm thấy đó là nợ chúng ta cần trả thì chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Mà đó chúng ta cảm thấy người ta bóc lột trên đầu mình thì chúng ta khó chịu hơn. Cái quan điểm nó làm cho chúng ta vậy. Ví dụ một người tu, chúng ta làm một cái hành động nhịn nhục ai đó, chúng ta thấy chúng ta đang tu. Nhưng mà một con người khiếu tu, người ta thấy cái hành động đó là nhu nhược, là bị người khác đè đầu cởi cổ, thì nghĩ như vậy thì người ta sẽ bất nhẫn. Còn nếu chúng ta tu thì chúng ta thấy chúng ta đã tự chiến thắng được với mình, để chúng ta làm được một việc mà thiên hạ khó làm. Quan niệm là như vậy. Giác ngộ được nợ nần nghiệp báo cũng là cái như vậy. Cho nên ở đây người Phật tử, tôi chỉ mong rằng các vị khi học tu, các vị hãy làm cho các vị giảm dần với cái sự vay trả một chút ha. Làm sao chúng ta ít vay chừng nào để chúng ta bớt trả chừng nấy. Nhất là những người tu tịnh độ. Ở đây ai muốn về cõi Phật trong một đời này đâu, đưa tay tôi coi. Hả? Ồ, quá nhiều. Cảm ơn các vị hoan nghênh. Ta bà vắng bóng mà cực lạc thêm qua à, mai này cực lạc thêm qua, qua nhiều dữ á. Nhưng mà quan trọng nhất á, các vị làm thế nào, ai mà đã đưa tay rồi thì phải nhớ những gì tôi nói hôm nay. Chúng ta phải nhẹ bổng như bông bóng á, chúng ta mới bay nổi về cực lạc ha. Chứ còn chúng ta cái đầu thì muốn về cực lạc mà cái đuôi thì đeo đá sao đi ha. Cái này là quan trọng lắm mà. Cái đầu thì con muốn về cực lạc ở với Đức Phật A-di-đà ở bển á, à, bên phương Tây á. Còn cái chân thôi cho con ở lại trần gian chút. Con người mình ngộ vậy đó à, mâu thuẫn à. Cho nên ở đây những người nào đưa tay muốn về cực lạc thì người đó điều quan trọng nhất là đừng dai nhiều nữa. Sống trong cuộc đời đơn giản thôi, cũng đừng bỏ đói mình, cũng thương cái con người này chút xíu, cũng nhờ nó để làm phương tiện để đi cho trọn cuộc đời. Nhưng mà cũng đừng vì nó mà để thiếu nợ quá ha. Đó, cho nên cái gì bớt được thì bớt, bớt được tình thì bớt được tiền thì bớt gì đó, bớt, gỡ ra bớt, để chúng ta nhẹ nhàng, để rồi chúng ta gieo cái duyên, cái nhân tố để chúng ta vãng sanh mà về cõi Phật. Đó. Thành ra trên cuộc đời này thiếu nợ quá nhiều là chúng ta khó về cõi Phật lắm. Phước báo không đủ để trả những cái gì ở trên cuộc đời này. Thành ra vì vậy cho nên sống trong cuộc đời, khi làm được điều gì cho ai, đừng nghĩ rằng mai này họ trả lời mình. Người tu đừng nghĩ cái đó. Quan trọng nhất là trên cuộc đời thiên hạ có trả lại cho mình hay không, việc đó chuyện nằm trong tâm hồn của mỗi người. Mà chúng ta hãy hoan hỷ rằng, chúng ta hãy mỉm cười khi chúng ta đã làm được một điều gì tốt trên cuộc đời. Người ta có trả hay không không quan trọng. Trả để chi? Trả để mình mất lại cái phước chứ đâu có gì đâu. Thay vì mình làm cái đó được 5 kg phước báo, bây giờ nếu người ta trả thì 5 kg đó người ta lấy lại, đâu có gì. Thành ra ở đây không đặt nặng về vấn đề ân nghĩa trả dai, cũng không bao giờ tính kể với chúng sinh những gì chúng ta làm. Cứ làm, nhưng mỗi một lần làm được một việc tốt, chúng ta hãy mỉm cười. Một cuộc đời mình đã sống có ý nghĩa. Khi chúng ta làm được việc tốt có nghĩa là chúng ta đã không nợ ai. Làm được một việc tốt có nghĩa là không nợ người nào. Còn chúng ta làm một việc xấu là chúng ta đang nợ thiên hạ đó. Cho nên ngày nào làm được việc tốt cứ cười. Ai trả hay không không quan trọng, và chúng ta cũng không cần trả. Nếu đúng là nghĩa là việc tốt là như thế. Chúng ta chưa phải là một vị Bồ Tát giữa cuộc đời, nhưng mà chúng ta có thể học được cái hạnh của chư vị Bồ Tát.
Đức Phật hay là mọi người đâu có làm để cần chúng ta trả đâu. Hạnh nguyện của các ngài cứ làm như vậy, làm như ông lái đò vậy đó, đưa khách sang sông. Quan trọng nhất nhiệm vụ là đưa khách tới bờ. Ai nhớ ơn hay không là chuyện đó của khách chứ không phải chuyện của ông. Chuyện của ông là đưa người sang sông. Cũng vậy, một con người Phật tử, một con người tu trên cuộc đời, làm cho chùa, cho đạo pháp, cho chúng sinh, cứ làm, không có kể lễ với bất cứ một ai điều gì cả. Nếu chúng ta sống quá nhiều việc tốt, chúng ta cống hiến quá nhiều, chúng ta sẽ mỉm cười suốt cuộc đời. Thậm chí ngày nhắm mắt chúng ta cũng được mỉm cười, vì chúng ta không thiếu ai trên cuộc đời này cả. Quan trọng nhất các vị sống có ý nghĩa trên cuộc đời là hãy để người ta thiếu mình, chứ đừng bao giờ thiếu người ta. Thậm chí trong cuộc đời nếu không tệ nhất cũng đừng bao giờ thiếu ai, và cũng đừng ai thiếu mình. Sống bình thường. Còn tuyệt vời hơn thì mình làm tất cả cho mọi người. Việc đó, việc còn lại của chúng sinh, đó là điều tốt nhất. Và tôi mong muốn rằng mỗi con người phải có tâm nguyện này. Đừng để chúng ta phải mang nợ ai. Hãy mỉm cười với những gì mà người ta thiếu mình là được rồi. Cống hiến càng nhiều càng tốt. Sống như vậy mới có ý nghĩa. Và nợ mà người ta thiếu mình thì dễ lắm. Mình có quyền cho, mình có quyền bỏ. Nhưng mình thiếu người ta chưa chắc người ta tha cho mình. Vì vậy đừng để mình thiếu người ta. Và sống như vậy thì tôi nghĩ các vị không có khổ, không có dương mang nhiều. Trong cái bài mà nợ đời, chia sẻ với các vị để mong các vị nhìn nhận hơn sâu một chút về cuộc đời của mình. Nhất là những người đã trải qua hơn nửa đời người, thấm thía và hiểu biết điều này nhiều rồi, cho nên các vị có thể tu tập được tốt hơn. Và hôm nay với cái bài giảng này, tôi sẽ giúp cho các vị cảm thấy nhẹ nhàng hơn với những cái ăn cái mặc giữa cuộc đời. Nhẹ nhàng hơn với những gì chúng ta dương mang là vợ, là chồng, là con, là cái. Chúng ta có nhẹ hơn trong cái quan điểm này không? Tôi tin là như vậy. Nhưng mà đừng nhẹ đến độ mà ông nói là lúc gài làm gì hờ hững với tôi dữ vậy bà. Đừng như vậy. Nhẹ ở có nghĩa là không để nó quá nặng lòng, không để nó quá đeo mang. Nhưng mà bổn phận trách nhiệm thì chúng ta đừng vô tình ha. Cái đó là tôi muốn nói với tất cả các vị như vậy. Chúc làm sao tất cả các vị một phần nhẹ gánh tan bồng, để an lạc giữa cuộc đời này, hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật.